Xin chào tất cả các bác. Sử dụng gỗ hôm nay giới thiệu với các bác tác phẩm Dì Lặc Ngũ Tiểu, chất liệu gỗ hương ta. Tác phẩm có mã là 741, có kích thước cao 23, ngang 51 và sâu 33. Một tác phẩm liền khối nặng 9,2 kg, một tác phẩm mà em nghĩ là để bàn rất là đẹp và thích hợp. Màu gỗ được tẩy trước khi PU nên vân nổi lên rất là rõ, và điều đặc biệt là tác phẩm này còn có một chút nu bám và một chút sụn. Phật Dì Lặc Ngũ Phúc là biểu tượng cho cuộc sống an lạc, vui vẻ, may mắn và hạnh phúc. Là vật phẩm trong phong thủy mà khi thờ cúng trong nhà sẽ mang lại những điều tốt lành cho gia chủ, gia đạo. Tuy nhiên, có mấy ai trong chúng ta hiểu rõ ý nghĩa cũng như truyền thuyết về sự ra đời của Đức Phật Dì Lặc? Hãy cùng với Sử Tử Gỗ tìm hiểu về một vài thông tin về tượng Dì Lặc và ý nghĩa phong thủy của tác phẩm này các bác nhé. Phật Dì Lặc từ lâu đã được xem là biểu tượng phong thủy về tài lộc và may mắn. Người dân thờ cúng tượng Phật Dì Lặc với mong muốn mang lại sự vui vẻ, hạnh phúc, niềm vui và giúp cho công việc thuận lợi và gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Khi chế tác một bức tượng Phật Dì Lặc, người ta thường đi kèm thêm là một số biểu tượng phong thủy khác thể hiện đầy đủ mong ước của con người, ví dụ như là các tiểu đồng, trung tiền hoặc là những cái dây tiền hay là vạn sự như ý. Bức tượng Dì Lặc Ngũ Phúc có ý nghĩa rất là to lớn đối với mọi người. Ở đó, con người có thể cảm nhận được niềm an lạc, hạnh phúc viên mãn, vô lo vô nghĩ. Ý nghĩa của tượng Dì Lặc Ngũ Phúc còn biểu tượng cho cuộc sống sung túc, no đủ, niềm hoan hỷ, hạnh phúc. Đó chính là ước muốn của mọi gia đình. Dì Lặc Ngũ Phúc nghĩa là năm đứa trẻ nhỏ vui đùa xung quanh Phật Dì Lặc, tượng trưng cho phúc, lộc, thọ, khang, ninh. Phúc mang ý nghĩa là viên mãn, an nhàn, hạnh phúc. Lộc là biểu tượng cho tài lộc và thịnh vượng. Thọ là cầu cho sự trường thọ viên mãn. Khang là đại diện cho sức khỏe dồi dào, cơ thể mạnh khỏe. Còn ninh tượng trưng cho cuộc sống bình yên, an lành trong cuộc sống, tránh tai họa và gặp được nhiều may mắn. Những đứa trẻ hồn nhiên và tinh nghịch luôn mang đến những tiếng cười, thể hiện niềm vui và những mong ước của gia đình. Lúc nào cũng hạnh phúc và con đàn cháu đống. Tượng Dì Lặc Ngũ Phúc mang ý nghĩa cầu mong một cuộc sống yên bình, ấm no, đầy đủ, nhiều tài lộc, may mắn và sức khỏe dẻo dài, trường thọ. Bài trí tượng Dì Lặc Ngũ Phúc ở trong nhà sẽ mang lại nhiều điều may mắn cho gia chủ, cả về đường công danh sự nghiệp và hạnh phúc gia đình. Có tượng Ngũ Phúc ở trong nhà thì cũng như có được năm chữ phúc ngàn đời vẫn mơ ước, chính là khang ninh phúc lộc thọ. Để phát huy được hết những giá trị phong thủy của tác phẩm Dì Lặc Ngũ Phúc, các bác nên chú ý đến cách bài trí tượng làm sao cho phù hợp. Dưới đây là một số lưu ý về cách bài trí tượng. Đặt tượng ở những không gian trang trọng như phòng khách, phòng làm việc hoặc những phòng sinh hoạt chung, để tượng ở vị trí cao ít nhất là 80 cm. Và khi đặt tượng phải chú ý làm sao cho mặt tượng hướng vào trong nhà để truyền được niềm vui, hoan hỷ, an yên cho người nhà cũng như làm gia tăng hiệu quả phụ trợ cho tốt. Tránh để tượng ở góc nhà, gầm hoặc xó cầu thang hoặc những nơi ẩm thấp tối tăm, vì những nơi này thường đọng rất là nhiều vận khí xấu. Và tránh để tượng trong các không gian riêng tư, chẳng hạn như là phòng ngủ, nhà bếp hay nhà vệ sinh, bởi đây được coi là hành động bất kính và không tôn trọng tượng Phật. Vừa rồi thì em đã nói qua về ý nghĩa phong thủy và cách bài trí tượng làm sao cho hợp lý và đạt được kết quả rất là tốt cho các bác. Nếu như các bác ưng tác phẩm này, các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng để chiêm ngưỡng tác phẩm, hoặc nhắn tin Zalo gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 035 5678 885 để được tư vấn cụ thể hơn. Tác phẩm Dì Lặc Ngũ Tiểu có mã là 741, cao 23, ngang 51 và sâu 33, nặng 9,2 kg, một tác phẩm để bàn rất là đẹp và hợp lý. Các bác nhớ ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh Xưởng Tượng Gỗ. Cảm ơn các bác rất nhiều.